tiếp tục cái bài tập về cái phân phối chuẩn tắc đó. Chẳng hạn như mình cho z là biến cố nhiên của phân phối chuẩn tắc, tức là z nhân dấu ngã với n cộng một ha. Thì bây giờ yêu cầu tính xác suất này, thì cái bài trước là mình đã biết cách tính xác suất này, thì hôm nay thầy tính lại. Thì cái xác suất này á, nếu mà z có phân phối chuẩn không một thì cái xác suất này nó chính là xác suất này xác suất này nó sẽ bằng phi phi của một trừ cho phi của trừ hai. Nếu mà chúng ta tra bảng thì chúng ta sẽ đổi cái phi của trừ hai này thành một trừ phi hai nha. Thì mình ghi là phi một nè, trừ cho trừ cho mở ngoặc một trừ phi hai đóng ngoặc vuông. Thì tới đây đó thì mình sẽ tra bảng. Nếu mình giải bằng cách tra bảng thì mình phải tra bảng, và cái bảng của mình đấy là cái bảng số 2. Thì cái phi 1 á, thì các em lưu ý là phi 1 nè, phi 1 là cái chỗ cái dòng mà có số 1 á, cái cột có số 0 á, thì về giá trị của phi 1 lúc này nó sẽ là 0,84113 phi 1. Mình sẽ thay bằng 0,84113 trừ cho mở ngoặc 1 trừ phi 2. Phi 2 thì mình sẽ tra bảng ở chỗ cái dòng có số 2 và cái cột số 0. Thấy không? Cột số 0 này thì nó sẽ là cái giá trị của nó là 0,9772. Thì 0,9772. Rồi sau đó mình lấy máy tính mình bấm kết quả này thôi. Thì chúng ta có là 0,8413 trừ 1 trừ 0,9972. Kết quả của mình nó sẽ là cái số này là 0,8185. Còn nếu mà mình bấm máy á, thì từ cái phi 1 trừ phi trừ 2 này á, là mình bấm luôn. Cái hạn như chỗ này thì em bấm menu 61. Đó, em chọn bấm AC, chọn option này, mũi tên xuống, chọn số 4, số 1. Thì mình sẽ bấm là phi của 1 trừ cho phi của trừ 2. Phi của trừ mình có thể bấm trực tiếp vô luôn, tức là mình sẽ bấm phi của trừ hai thêm vô, và cách là thêm cái chữ b vô trừ hai phi của một trừ phi trừ hai thì ra kết quả là 0,8186 thôi. Tại vì mình làm tròn, là lý do là khi mà mình tra bảng đó thì mỗi kết quả nó sẽ làm tròn bốn chữ số thập phân, vì là sai lệch so với cái kết quả của máy tính là một chữ số phân thứ năm đó. Đấy, thì nhiều kết quả cộng lại thì nó sẽ sai lệch nhiều. Đấy, thì tiếp theo là cái câu B. Câu B là tìm số thực B sao cho cái xác suất mà z nhỏ hơn B bằng 0,975. Đấy, thì cái chỗ này đó thì mình sẽ triển khai cái xác suất mà z nhỏ hơn bằng B này bằng 0,975, ghi lại phải không? Thì xác suất mà z nhỏ hơn b thì nó chính là phi của b, phi của b bằng 0,975. Thì nếu mà giải bằng cách tra bảng đó thì ở đây chúng ta có thể tra cái bảng số 2 hoặc là cái bảng số số 3. Ví dụ như là chúng ta tra cái bảng số 2, tức là chúng ta sẽ coi coi cái phi của cái số nào mà nó bằng 0,975 hoặc là gần bằng 0,975 thì chúng ta sẽ lấy cái b là giá trị đó. Yeah. Thì ở đây cái bảng này nó cũng dễ tra bằng cách là gì, nó sắp xếp cái giá trị từ
cái giá trị của phi phi z đó là từ nhỏ đến lớn, thì mình thấy là đây là 0,9772 rồi nè, chỗ này là 0,9778 nè, 997 vậy thì nó lớn hơn rồi, vậy thì 0,975 là chỗ này, 0,975 là chỗ này. Đó, thì mình tra cái dòng đầu thì nó là 1,9 và cái cột số 6. Vậy thì cái này nó chính là giá trị phi của 1,96, phải không? Giá trị phi của 1,96 thì cái này là 0,975, nó chính là phi của 1,96. Vậy thì đây mình sẽ suy ra cái B là bằng 1,96. Một cách khác nữa là chúng ta có thể tra bảng số 3. Cái bảng số 3 của chúng ta đây, đây là cái bảng số 3. Thì em nhìn vô cái bảng thứ ba, nó có cho cái z và phi z một số giá trị của z và phi z, số giá trị đặc biệt đó. Chẳng hạn như ở đây mình có là phi z bằng 0,975, thì em coi cái chỗ này, không phải 0,975 là dưới đây, 0,975 là chỗ này. Như vậy thì phi z bằng 0,975 thì z nó bằng 1,96, thì mình có thể sử dụng cái bảng số số 3. Ngoài ra thì mình có thể sử dụng cách bấm máy, tức là nếu như mà em sử dụng máy 580 thì ở đây em bấm menu 7, tức là cái chế độ tìm ngược phân phối tích lũy chuẩn, tìm ngược của phân phối tích lũy chuẩn là số 3 này đó. Thì cái dùng xác suất của em là em bấm cái 0,975 này vô 975. Đó, thì cái phân phối của mình là phân phối chuẩn tắc, cho nên mình sẽ để sigma bằng 1, mi bằng 0 ha. Bấm cái bằng ra thì nó ra là 1,9599, tức là 1,96. Tiếp theo để giải cái câu C. Câu C thì ở đây nó cho là cái xác suất mà z lớn hơn C nó bằng 0,05. Thì nếu mà chúng ta giải bằng cách tra bảng thì cái đẳng thức này chúng ta sẽ viết thành là xác suất z lớn hơn c, thì các em xem lại cái công thức đối với phân phối chuẩn tắc. Đối với phân phối chuẩn tắc thì xác suất để mà z mà lớn hơn một cái giá trị alpha nào đó thì nó bằng 1 trừ phi alpha. À, 1 trừ phi alpha ha. 1 trừ phi alpha. Đó, thì bây giờ cái này là xác suất z lớn hơn c thì mình sẽ thay bằng 1 trừ phi c. 1 trừ phi c. Và mình thay vào cái giá trị 0,05 nha. Thì nếu mà mình chuyển vế qua đó thì cái phi c của mình đó nó sẽ bằng là 0,95. Đúng chưa? Thì 1 trừ cho 0,95 thì nó sẽ ra 0,05, thì phi c là 0,95. Sau khi có cái phi c rồi là mình sẽ tra cái bảng số 3. Thì mình thấy là trên cái bảng số 3 này đó thì cái phi của 1,6449 nó sẽ bằng 0,95. Thấy không? 0,95 nè. Tra bảng số 3 thấy không? Đấy. Như vậy thì chỗ này mình sẽ suy ra được cái c bằng 1,6449. Rồi cái câu D. Câu D là ta nói là cái xác suất trị tuyệt đối của Z lớn hơn D bằng 0,05. Thì mình tìm số D như thế nào? Thì cái xác suất Z mà lớn hơn D này đó thì mình sẽ chuyển thay về là bằng 1 trừ cho xác suất trị tuyệt đối của Z mà nhỏ hơn D. Thay bằng 0,05. Rồi mình chuyển vế luôn thì lúc này nó sẽ là cái xác suất mà chuyển đổi của z nhỏ hơn d nó sẽ bằng là 0,95. Nhưng mà cái công thức của mình đó là xác suất giá trị tuyệt đối của z mà nó nhỏ hơn một cái số alpha nào đó thì nó bằng 2 lần phi alpha trừ 1. Đúng chưa? Đấy thì chúng ta sẽ thay chỗ này bằng là gì? 2 lần phi của d trừ 1 bằng 0,95. Đấy thì mình giải chỗ này ra, mình sẽ tìm cái phi d nè. Đó, mình chuyển số 1 này qua là cộng 1 phải không? Trừ 1 chuyển qua đây cộng 1. Vậy thì 1,95 mà chia 2 tức là mình sẽ được cái phi d. Phi d bằng 1
1,95, 1,95 và chia cho 2. Đấy, thì em thấy nó ra là 0,975. À, thì nó ra là 0,975. Đó là phi d bằng 0,975, giống như ở ở câu B này. Ở câu B này mình thấy là phi của B bằng 0,975 thì cái B nó bằng 1,96. Thì chỗ này mình sẽ suy ra ngay là cái D bằng 1,96. Thì cái cách tìm một cái số mà để cho cái xác suất biến ngẫu nhiên Z của phân phối chuẩn tắc lớn hoặc bằng cái số đó thì chúng ta sẽ tham khảo ở chỗ này.